Francisco Xavier Đặng Ngọc Thanh, chúng ta vừa làm lễ tang tuần trước. Linh hồn Phêrô
và các linh hồn không ai cầu nguyện cho. Chúng ta cũng cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Ràng hôm nay và đặc biệt ngày mai là giỗ 11 năm của bà, và các linh hồn trong tháng 11 và trong danh sách cầu nguyện thường xuyên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, nhất là tội chúng con không cộng tác để mưu cầu ơn cứu rỗi cho chính mình, như Chúa phán cùng ông Gia Kêu trong bài tin mừng hôm nay: Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời lòng chiên, các thiên thần, các thánh và anh chị em, phán cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng thờ Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Xin Chúa cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng: Hãy viết cho thiên thần giáo đoàn Sa-đê rằng: Đây là lời đấng có bảy thần linh Thiên Chúa và bảy ngôi sao. Ta biết các việc của ngươi làm. Ngươi có tiếng là đang sống, nhưng ngươi đã chết. Hãy lo tỉnh dậy, hãy bồi dưỡng chút sinh khí sắp tàn, vì ta không thấy các việc ngươi làm trọn hảo trước mặt Thiên Chúa ta. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã đón nhận và nghe lời Chúa thế nào. Hãy giữ lấy lời ấy và hãy ăn năn hối cải. Vì nếu ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến với ngươi như một kẻ trộm. Ngươi sẽ không biết giờ nào ta sẽ bất chợt đến cùng ngươi. Nhưng tại sao đây, ngươi có một số người đã không làm dơ bẩn áo của họ, và họ sẽ tháp tùng ta trong bộ áo trắng của họ vì họ xứng đáng. Như vậy, kẻ chiến thắng sẽ mặc áo trắng, và ta sẽ không xóa bỏ tên người ấy khỏi sách hàng sống. Và ta sẽ tuyên danh người ấy trước mặt cha ta và các thiên thần người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần linh phán của các giáo đoàn. Hãy viết cho giáo đoàn Laodicea rằng: Đây là lời của Amen, chứng nhân trung thực, nguyên thủy công trình sáng thế của Thiên Chúa. Ta biết các việc làm của ngươi. Ngươi không lạnh
mà cũng không nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn? Bởi vì ngươi hâm hận, không lạnh, không nóng, nên ta sẽ rửa mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Bởi vì ngươi nói rằng, tôi giàu có, tôi sung túc, tôi không thiếu thốn gì nữa. Bởi vì ngươi không biết rằng, thực ra ngươi vô phúc, đáng thương, nghèo khó, đôi mù và trần trụi. Vậy ngươi hãy nghe lời ta khuyên bảo, hãy mua vàng ròng mà làm giàu, mua áo trắng tinh mà mặc, hầu che giấu sự trần trụi xấu hổ của ngươi. Hãy mua thuốc nhỏ vào mắt, cho mắt ngươi được sáng. Ta sẵn bảo và sửa dạy những kẻ ta yêu thương. Vậy hãy sốt sáng hơn lên và hối cải đi. Này ta đứng ngoài cửa, ta gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho ta, ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa tối với họ, với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta, cũng như ta đã chiến thắng và ngự với cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần linh phán với các giáo đoàn. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc câu đáp. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều hay, và người không bịa lời vu không. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nghiệp cho ai lân cận. Người coi rẻ đưa bất nhân, nhưng kinh yêu những ai tôn sợ Chúa. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kê đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông là thủ lãnh của những người thu thuế và là một người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên trông thấy ông, nên người bảo rằng: Gia-kêu, xuống mau, vì hôm nay tôi phải lưu lại tại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy lẩm bẩm với nhau rằng: ông này lại đến trọ nhà một kẻ tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa: lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ nghèo khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy: hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chân con người đến để tìm kiếm và cứu chữa
điều đã hư mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, hôm nay lễ phục trắng là vì giáo hội tôn vinh hoàng hậu Elizabeth của xứ Hungary. Ở tuổi 14, thời đó người ta cho phép bà là công chúa của một quận công, cưới vua Louis của nước Hungary, cho nên gọi là nữ hoàng. Mà vì em của ông Louis luôn luôn ghen tức, nhưng bà rất đạo đức, sinh con, nuôi dạy con, không có gì đặc biệt, cho đến khi Louis đi thập tự chinh, đi sang Jerusalem đánh nhau với Hồi giáo và ông tử trận. Tất cả mọi hoạn nạn do người em của ông đổ dồn lên. Ông ta lấy quyền của mình sẽ nối ngôi anh mình là Louis, đuổi bà ra khỏi lâu đài. Bà và hai ba đứa con dắt dìu nhau đi ở cái tuổi trước 22 tuổi, không đem theo được gì, sống lên đất, người này thương cho ở tá túc vài ngày, vân vân. Rồi có người cậu là giám mục đem bà về. Đem bà về, bà chỉ chấp nhận ở một cái chỗ chuồng bò nghèo khó để nuôi con. Số tiền của Louis còn để lại mà gửi cho đức giám mục, thì đức giám mục đưa cho bà. Bà đem lập một cái nhà thương cho người nghèo, rồi bà chăm sóc người nghèo, rồi bà chết lúc 24 tuổi. Thì đó là cái gương mà mình tóm tắt lại như vậy để thấy tại sao giáo hội lại tôn vinh một nữ hoàng 24 tuổi, giàu sang, có nhan sắc, có gia đình, nhưng tất cả hoạn nạn bà chấp nhận vì yêu mến Chúa. Cho nên để ý, mấy người thánh thiện và đạo đức thật chết 24 tuổi khá nhiều. Cho nên người nào quá 24 mà chưa chết thì chưa thánh nào. Tôi cũng quá 24 ba lần mà chưa chết. Tôi nói về cho vui nhưng không nói chuyện đó. Hôm nay nói chuyện ông Gia Kêu. Không bao giờ tôi quên năm 1994, ngày 16 tháng 9 năm 1994, lúc đó bắt đầu có tin tức ở nước ngoài được gửi về qua cái hệ thống fax. Cho nên chúng tôi nhận được tin là Hồng Y Albert de Courtray, người Pháp, một nhà thần học và là một cố vấn của Đức Giáo Hoàng. Giáo Hoàng lúc đó là John Paul đệ nhị. Ông qua đời và ông cha thư ký tìm thấy ở dưới cái gối của ông có một mấy tờ giấy. Ông để dưới gối tức là phải tâm ý, và người ta công bố những cái chữ viết đó. Ông ấy nói: tôi Albert de Courtray, tôi chết sẽ ngoài 70, mà thật ông ấy chết lúc 71, bởi vì ông viết cái đó lúc còn 71 tuổi chết. Tôi bỏ một đời để đi tìm một người. Rồi ông chấm một cái dấu hỏi thật to. Cái trang đó có mấy chữ đó rồi. Nếu như mình không lật qua mấy trang sau thì mình đoán xét ông đi tìm ai. Chị Lan, chị đoán coi ông đi tìm ai. Ông ghi rõ ràng tôi bỏ một đời hơn 70 năm để đi tìm một người. Tìm Chúa Giê-xu sai ghét cho Giê-rô điểm. Tất cả chúng ta đều lầm. Báo đăng lên cả thế giới đều lầm. Nói là ông đi tìm một người, ai cũng trả lời là ông bỏ một đời đi tìm Chúa Giê-xu. Thưa không, ông viết thế này: tôi bỏ một đời để đi tìm một người trần gian mà có lòng kính trọng và yêu thương người khác bằng hay hơn Chúa Giê-xu, để tôi quỳ xuống tôi lại người đó. Nhưng tôi chưa gặp. Ghê không?
Tôi lặp lại nguyên một cái câu khá dài. Tôi bỏ một đời để đi tìm một người giống như quý ông quý bà đây nè, bà Hạnh nè, bà Nho nè, bà Phi đó, bà Liên rồi đó. Tôi đi tìm một người, miễn là người đó có lòng kính trọng người khác, yêu thương người khác bằng Chúa Giêsu hay hơn Chúa Giêsu, để ông quỳ xuống ông lại. Nhưng ông tìm chưa ra. Như vậy, tác phẩm ông viết khá dày, nói về Chúa Giêsu và lòng kính trọng người khác. Viết rất là hay bằng tiếng Pháp, người ta dịch ra khá nhiều. Tôi chỉ trích vài đoạn, một cái đoạn có liên quan tới Gia Kêu. Tại ông viết thế này: thứ nhất, Gia Kêu nghe tiếng Chúa Giêsu, nghe tiếng ông nhưng chưa thấy mặt. Ai cũng công nhận là ông muốn biết coi cái Chúa Giêsu ra làm sao. Còn Chúa Giêsu không biết tại sao lại đi bên ông, có gặp lần nào đâu. Bởi vì nếu có gặp thì ông Gia Kêu đã biết mặt Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà vậy, đứng dưới cây sung ngó lên cây kêu, Gia Kêu xuống: bữa nay tôi ghé nhà ông. Cái điều đó nó phá tan một cái nghi ngờ là tại sao tỷ tỷ con người mà Chúa lại biết thế? Tại sao hàng tỷ con người cùng cầu nguyện mà Chúa nghe được từng người? Đầu của mình không tưởng tượng được, nhưng phải tin. Đây là bằng chứng. Giữa muôn vạn con người, Chúa biết tên. Cho nên lấy làm vui, Chúa biết tên mình, nhưng cũng phải đề phòng. Là vì Chúa biết tên mình, cho nên mình làm sai thì cũng dính cái tên mình trong đó. Bằng chứng đi sứ tội, ông cha nào không biết tên là mình chết lắm. Cho nên Đức Giáo Quan ngồi đó, cái úa vô đó, trời ơi, úa vô là mỗi người năm sáu chuỗi, đền tội cho chừa luôn. Người nhẹ nhất là một chuỗi ấy. Có người năm lần đi đàn thánh giá nha, để khoe với tôi. Đi đàn thánh giá mà năm lần, người ta là năm vòng. Vui thật. Mà bởi vì Đức Cha không biết tới, cho nên thấy đệ tử Đức Cha một thấy sắc hàng dài dài, mà hầu hết là các bà mệnh phụ phu nhân không. Lần sau tôi biết mẹ tôi ngồi tôi để chữ Đức Cha, không ai dám vô nhé. Mình ngồi trong đó chơi vui. Thứ nhất, Chúa Giêsu biết tên ông Gia Kêu. Thứ hai, có hai hạng người ở Do Thái bị gọi là tội lỗi. Một hạng cộng tác với ngoại bang, chỉ điểm để đánh thuế rồi ăn tiền hoa hồng. Thế mà vương La Mã nó thu thuế được nhiều thì được mấy phần trăm, cho nên họ giàu. Và như vậy thì những người có thế giá trong dân Do Thái, có thế lực, có tiền của thì ghét. Và toàn dân đều ghét, nói là cái thứ bán nước hại dân. Họ coi là phản tặc, có tội. Cái thứ nhì là những người bán thân nuôi miệng, những cô gái điếm. Cho nên hai thứ đó trong phúc âm mình hay nghe gom lại nhau. Rồi ông Gia Kêu lại là thủ lãnh, mình tạm dịch là trưởng ty thuế vụ cho nó nghe nó giống của Việt Nam mình hơn. Đức Hồng Y Albert de Courtray viết: nếu Chúa là người Do Thái chân chính, ông tưởng tượng là nếu Chúa là người Do Thái chân chính, có lòng yêu đất nước quê hương và đồng bào, thì Chúa phải ghét cái anh Gia Kêu này. Chúa thấy nó ngồi trên cây sung thì đáng lẽ Chúa đến và nói: ê, toàn thể mọi người rung cây sung cho nó rớt xuống và loại được một đứa. Rõ ràng Ngài viết như vậy. Nếu Chúa Giêsu là người yêu nước, là một người Do Thái chân chính, thì loại bớt những thằng gọi là Do Thái gian, nó ngồi cây sung rung cây cho nó rớt xuống đi rồi đỡ được đứa. Nhưng không, Chúa kính trọng ông, Chúa biết tên ông, và Chúa ghé vào nhà ông. Chúa ghé vào nhà ông, Chúa chưa nói gì. Đến khi ông cộng tác, ông đứng lên, ông tỏ thái độ rất nhiệt thành. Ông tỏ thái độ. Cho nên trong bài đọc 1, chúng ta nghe phải có hành động cộng tác. Còn nếu nó xuông thì giống như
dở dở ương ương, không nóng cũng không lạnh, muốn nói thì dễ. Rõ ràng bài đọc một chúng ta nghe. Và khi ông Gia Kêu nói như vậy và hứa trước mặt Chúa, thì Chúa lúc đó mới công bố ơn cứu độ ở trong căn nhà này là một điều. Điều thứ hai, không được loại ông ấy ra. Đừng coi ông là Do Thái gia, vì ông này cũng là con cháu Abraham. Về nhân phẩm được phục hồi, chúng ta thấy hay chị. Cho nên tôi đọc hết cái quyển của Hồng Y Albert de Coutre, thấy cũng bị đánh động. Ông ấy kể ra hàng trăm cái ví dụ ông ấy lấy được từ trong Tin Mừng. Và ông nói nếu như Chúa Giêsu là người như mình thì phải có thái độ này, nhưng không. Cuối cùng Chúa luôn luôn kính trọng và yêu thương người khác. Trời ơi, cái bài học đó mình còn xa lắm, xa lắm thiệt. Mình phải đóng ngực nói chưa được, bởi vì ai làm cái gì cho mình phật ý chút là mình gườm gườm bằng con mắt khác. Ai làm cái gì lỗi lầm một chút là mình trút những lỗi lầm của mình lên người đó luôn, để cho tội nó nặng hơn. Mình không cứu vớt. Mà có thật, ai có lòng đạo đức bác ái bắt chước Chúa Giêsu ghê lắm thì được một phần của Chúa Giêsu. Và cái phần đó nữ hoàng Elizabeth Hungary bắt chước. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay xin Chúa cho chúng ta yêu thương và kính trọng người khác, đặc biệt là người trong gia đình mình, người bạn đời của mình. Mình thấy rõ ràng đầy khuyết điểm, mình có mở được con mắt của mình ra để mình thấy đó là con người mình đã chọn, sao mình không yêu thương, kính trọng? Yêu thương và kính trọng là câu hỏi thứ hai tất cả các cặp hôn phối đều được hỏi. Câu thứ nhất, có tự do không? Câu thứ hai, có yêu thương và kính trọng suốt đời không? Quá trình nói có, rồi với thời gian thì không còn yêu thương, không còn kính trọng nữa. Đối với đời sống tôn giáo cũng vậy. Mình nói mình yêu thương và kính trọng Chúa thì dễ, nhưng Chúa con hai giới răng này thành một, nó mới khó. Khó thật. Xin Chúa ban cho chúng ta, còn mấy ngày nữa hết năm phụng vụ rồi, đi lần lần về cái sự cộng tác của mình bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng lời nói suông. Xin Chúa cho chúng con hiểu như ông Gia Kêu, chúng con phải có thái độ, phải biết đền bù những gì đã làm sai. Thì lúc đó, hôm nay nhà này được ơn cứu độ, hay là tâm hồn này được cứu độ, và người này cũng là con cái Chúa. Cái lời khen nó đẹp lắm, không cần lời nào khác. Xin Chúa ban cho chúng con dâng thánh lễ hôm nay để cầu cho lớp Kinh Thánh đi xuống Bus Center được bình an, vui vẻ, và dọc đường mọi người cũng yêu thương và kính trọng nhau. Đặc biệt là cho mình đi bắn 2 ngày, xin đừng có ai chết hết. Tôi xin trước rồi, nói chơi cho vui. Xin Chúa ban cho chúng con bình an và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Vì sao? Vì phải tin một điều, Chúa biết tên con. Lạy Chúa, là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, làm hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Thiên Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và người cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa để mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và được hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời mai sau. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, thì chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua đó. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, chúng con xin hợp tiếng cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh mà ca ngợi tung hô Chúa rằng: Thần, thần, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng cử lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa yêu thương, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương, cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục
Timothy Costello, Đức giám mục phụ tá Donald Struxton của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến linh hồn du xe ngồi văn phòng mà chúng con mừng lễ dỗ hôm nay. Xin cho ông đã chết vì con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cùng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, những linh hồn chúng con dâng ý lễ hôm nay, trong tháng này và thường xuyên. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn thanh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tự đạo nước Việt Nam, Thánh Elizabeth nước Hungary và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Tuân lệnh Chúa cứ thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay cơm thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Là Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được ba mẹ con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ca hiệp lễ: Hạnh phúc của tôi là được ở kề bên Chúa. Chúa là chốn ẩn thân, là nơi tôi nương náu.
đúng là cái tuổi càng cao thì thế nó càng khổ. Cho nên nhiều ông ngày xưa nói đa thọ thì đa nhục. Nghĩa về mà thật ra mỗi ngày sống đều là ơn của Chúa ban, nhưng mình nghĩ là mình càng ngày mình càng lệ thuộc vào người khác, cái mình thấy nó hơi xấu hổ tí. Đây là chuyện cười của một cái người lớn tuổi. Một ông cao niên đi xe bus, bà vợ ở nhà cứ thấp thỏm, thì chừng nào ông về thì bà mới yên tâm. Thấy ông về mà mặt ông mới buồn, bà thương quá đi, bà mới ngồi đưa này xuống lấy cái khăn ướt cho ông lau mặt, rồi đem một ly nước trà nóng ra cho ông. Mà sao ông buồn thế, hôm nay nhặt được tiền, nhặt được tiền sao lại không mừng. Ông nhặt được bao nhiêu? 200, hai tờ màu xanh lá cây rớt xuống sàn xe bus. Wow, thì ông phải vui chứ, vui chói gì, con thằng nó cũng thấy, cho nên phải chia cho nó hai tờ. Thì ông vẫn còn một tờ, thế à? Lúc móc bóp ra, mở ra mới biết hai tờ của tớ nó rơi xuống. Tự nhiên mất một tờ, bỏ vé, lấy cái thẻ concession gì đó, rớt mạnh, tới tội nghiệp thiệt đó. Cứ luôn lây quay như sáng nay tôi đi tìm mà khiến tôi gần chết. Mở đeo đây, có sợi dây đeo đây. Gì đó thì nó thấy nó bực mình gì đó. Bực mình mà giờ chửi ai vậy? Mình chửi mình. Thế thế còn nghiệp. Cho nên nhìn mấy người lớn tuổi phải thương. Đừng bực. Nhưng mà nhiều khi tôi cũng bực lắm, cái hàng lang nhỏ xíu vậy. Một bà đi tỉnh bờ. Mình thì gấp gần chết, mình muốn lách qua, không có kèm để bó. Nhưng bây giờ nghĩ lại thế thôi, đi từ từ vậy. Tôi không có nói bác nhỏ đâu nha. Hãy bác nhỏ đi đường này, tôi đi đường khác. Xin mời cộng đoàn đứng. Hôm nay chúng ta có 87 người trong cái nhà thờ đó. Mặc dù đi vắng hết 30 người nữa. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Đức Kitô con Chúa như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được rước mình thánh của Người. Cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện, ban cho chúng con được tăng thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà anh chị em ra về bình an. Cho tôi thấy học viên lớp Kinh Thánh mà không đi bớt sinh tâm. Ông Sơn về cái ai đó, đáng lẽ phải đi xuống cả lớp đó, xuống đó rồi người ta tổ chức phong thánh cho nhau đấy. Cảm ơn và chúc mọi người về vui vẻ bình an. Thank you.